Người Hoa Sen. Rồi, nhanh lên một xíu đi. Đội nào đáp trước, đội đó sẽ thắng. Rồi, nhanh lên đi bạn. Rồi, phải chạy nhanh lên đáp, không là được. Rồi, còn những ống cuối cùng, nhanh lên đội lúa vàng. Lúa vàng. Rồi, còn một chữ nữa. Đội lúa xanh. Và cuối cùng, trời ơi, còn chữ gì nữa? Còn thiếu một ống nữa. Đúng rồi. Và cuối cùng thì đội lúa vàng đã đáp trước nhưng mà ngược chữ. Đội hoa sen đáp sau nhưng mà cũng không có đẹp lắm. Cuối cùng thì hai đội hòa nhau, mỗi đội nhận 2 triệu đồng. Chúng tôi xin mời đại diện hai đội sẽ tặng quà cho từng thành viên mỗi đội. Từng thành viên mỗi đội sẽ nhận được một phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin chúc mừng đội lúa xanh và lúa vàng một lần nữa. Xin mời bà Bùi Kim Chuyến, bí thư đảng ủy xã sẽ trao cho mỗi đội 2 triệu đồng tiền thưởng. Xin mời bà. Như vậy là hai đội là lúa xanh và lúa vàng đã hòa nhau và mỗi đội nhận được 2 triệu đồng và phần quà của nhà tài trợ. Xin chúc mừng hai đội. Quý vị thân mến, có thể nói là vòng 2 này rất căng thẳng và hồi hộp. Nếu như để thua ở vòng 2 thì anh Chiến sẽ là người thất bại, là không vượt lên với mình. Anh sẽ không nhận được tiền cấp 4 cũng như là tiền hỗ trợ của chương trình. 1 phút 30 giây gia đình của anh Chiến có nhiệm vụ là đổ 4 cái tấm đan thế này. Đây là tấm đan, 4 cái tấm đan. Con của anh sẽ xúc hồ vào xô. Ca sĩ Tùy Vũ sẽ chạy đưa qua cho anh Chiến và anh Chiến sẽ tô láng không biết thế nào đó. Mà sau 1 phút 30 giây tôi cũng thấy 4 cái biến đan sẽ nằm ở vị trí này nha anh Chiến nha, không được bể ra, không được vỡ ra nha, phải hoàn thiện 4 tấm đan. Tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây ở vòng 2 bắt đầu. Rồi, xong đi, nhanh lên, hôm nay lớn luôn quý vị ơi, nhanh lên, đổ vào tiếp, nhanh lên, cố lên nào quý vị ơi, vỗ tay lớn lên, cố lên. 1 phút 30 giây rất khó khăn với người đàn Chiến. Anh Chiến Tư Vũ đang cố gắng và nỗ lực, không biết làm Chiến có vượt qua không. Nhanh lên. Chúng ta cố gắng nhanh hơn nữa, làm cho nó lắng, cố lên. Quý vị biết không, không có giờ phút nào căng thẳng bằng giờ phút này. 1 phút 30 giây ngoài đời rất đơn giản nhưng ở trong cuộc thi là rất là khó khăn. Lấy xô về chút mới được, căng thẳng quá. Chúng ta làm đều lại, không được bể. Không rồi, lấy cái khuôn để lại cho nó lắng nào quan. Không rồi, chúng ta sửa lại. Có bể là không được nha. Sửa lại cho nó vuông góc lại. Đúng rồi. Nhanh lên. Làm đi, nhanh lên. Nhanh lên. Thả nhanh lên. Lấy đi. Hỏi cho bên kia. Chưa được. Bên kia kìa. Sửa lại cho láng con. Sửa lại cho láng. Thả lên. Cho đều đi. Lấy ra màu lên. Lấy ra. Quý vị thân mến, có thể nói sức nóng của hiện trường hiện nay tăng lên rất cao bởi vì những giây phút này là những giây phút hết sức quan trọng với gia đình của anh Chiến. Anh đã thất bại vòng 1 như chúng tôi đã nói ngay lúc đầu. Nếu như vòng 2 anh để thất bại nữa, xem như anh không tự vượt lên chính mình. Và anh chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng của chương trình, không được bước vòng cấp 4 và vòng rút thăm may mắn dành cho thí sinh. Và giờ đây chúng tôi xin công bố đồng hồ. Quý vị muốn bao nhiêu? 1 phút 30 giây hả? Bên đây muốn bao nhiêu? Chúng ta vỗ tay càng lớn thì đồng hồ càng sụt lại. Khán giả nói 1 phút 30 giây và khán giả bao giờ cũng sai hết. Không phải 1 phút 30 giây mà là 1 phút 29 giây. Kính thưa quý vị, 1 phút 29 giây là con số cuối cùng trong ngày hôm nay. Con số mà tôi thấy được trên đồng hồ.
đồng hồ đã dừng lại đúng 1 phút 29 giây. Chúng tôi chia vui với gia đình của anh Chiến và chị Thu, chia vui với tất cả quý vị khán giả. 1 phút 29 giây đã quyết định được số phận của gia đình anh Chiến. Anh đã vượt qua một cách xuất sắc ở vòng 2. Phải nói rất căng thẳng, hồi hộp. Chúng ta không tin vào giờ phút này. Có thể nói là gia đình đang tận hưởng những giây phút hết sức tuyệt vời trong cuộc sống. Đó là sự thành công, sự nỗ lực, sự vươn lên trong cuộc sống. Và phút 29 giây rất quý giá chúng ta. Bây giờ có lẽ rằng tôi xin hỏi một vài điều với chị Thu ạ. Chị cảm nghĩ thế nào với phút 29 giây này? Mừng lắm. Mừng không thể tưởng tượng luôn á. Hồi nãy ở ngoài thì chị có lo lắng không? Lo, tôi lo dữ lắm, sao không được. Rồi, quý vị thấy không, sự chăm sóc của tất cả tình làng nghĩa xóm ở đây rất là quan trọng. Một lần nữa quý vị hãy vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho 1 phút 29 giây. Chúng tôi xin cảm ơn ca sĩ Thị Vũ đã nỗ lực hết sức mình. Anh cũng đã cố gắng gần như là kiệt sức để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Thay mặt chương trình Vượt Lên Chính Mình xin gửi tặng Thị Vũ một kỷ niệm chương của chương trình. Xem đây là một kỷ niệm của anh với người nghèo trong chương trình. Và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Phi Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân sẽ trao số tiền xóa nợ ở vòng 2 800.000 đồng cho anh Chiến. Xin mời chị. Chia sẻ niềm vui với bánh quy Cozy và có cơ hội cao trúng 5 xe hơi cùng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Chia sẻ Cozy, trúng thưởng cực lớn. Sữa Vinamilk bổ sung vi chất mới với công thức ADM cộng giúp bé phát triển chiều cao và tăng cường thị lực. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Nay tặng thêm hộp giấy trị giá đến 50.000 đồng khi mua sữa bột Dutch Lady Girl hoặc Dutch Lady. Sữa cộng, cộng thông minh cho con, cộng 50.000 đồng cho mẹ. Dù khác nhau về màu da, lối sống hay khí hậu, phụ nữ khắp thế giới đều có chung một chuyên gia bảo vệ vùng nhạy cảm hàng ngày. Lactacid Confidence mới với thành phần dưỡng ẩm từ sữa giúp duy trì cơ chế tự bảo vệ của vùng nhạy cảm. Bảo vệ hàng ngày, thoáng sạch tự tin. Lactacid Confidence, chuyên gia bảo vệ và chăm sóc vệ sinh phụ nữ hàng ngày. Wow, trong bếp đi đi. Chua chua ngọt ngọt. Làm từ sữa lên men, chua chua ngọt ngọt, thành mát cả người. Campus Mini. Bây giờ chị có tin là thai hương đau đi giặt trắng hơn chưa? Tin chứ. Ồ, lúc đầu thì tôi không có tin đâu. Nhưng mà khi mà tôi giặt lại cái áo này á, thấy nó còn dơ. Rồi xong cái áo thì nó trắng hẳn ra. Bây giờ là tôi là tâm phục khẩu phục rồi. Đã trắng thì phải trắng như thai. Tôi luôn nỗ lực để giữ vị trí số 1 trong lòng người hâm mộ. Cũng như là người cha số 1 ở nhà, tôi muốn dành nhiều thời gian cho con. Mỗi khi bị đau lưng, tôi dùng Banaflex cao giãn giảm đau lưng đau vai mỗi cơ. Banaflex chứa diclofenac thấm sâu và tác động lên các vùng bị đau, không chỉ giảm đau nhanh chóng mà còn kháng viêm hiệu quả. Cao giãn Banaflex, sự lựa chọn của tôi. Banaflex không dùng trên bệnh nhân bận cảm với diclofenac, loét đường tiêu hóa, vùng da bị thương tổn, phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi nghe của mình còn quan tâm đến cả những điều bé nhỏ như thế. VIP hiểu trong cuộc sống còn có nhiều điều quan trọng hơn cả tiền. VIP, 15 năm dịch vụ từ trái tim. Xoay bánh, nếm kem, chấm sữa. Giá chỉ 2.500 đồng. Chỉ có ở Oreo. Được nghiên cứu và phát triển bởi Well Nutrition Hoa Kỳ. Sinh ra từ khoai tây, hòa quyện với lòng đỏ trứng, đắm mình trong nước cốt từ thịt và xương. Omachi càng đậm đà, hấp dẫn.
Omachi mới, sức hấp dẫn không thể chối từ. Khơi tỉnh táo, tiếp sức mạnh, nước tăng lực rồng đỏ có chứa taurine, inositol và vitamin B. Phải lo. Hơn cả son dưỡng thông thường, son dưỡng ngày và đêm Babylift mới từ Maybelline New York, chiết xuất centella thảo mộc thúc đẩy sự tổng hợp collagen, phục hồi và dưỡng ẩm suốt ngày và đêm, cho làn môi mềm mịn như môi trẻ thơ. Babylift mới chỉ có từ Maybelline. Còn ướt. Nguyên chất 100% đậu nành chọn lọc, pha mi, ngon sánh mịn, uống không ngừng. Bộ tứ dưỡng chất mới, năm hương vị mới tuyệt vời. Bao bì sang trọng mới, đã tạo nền AFC hoàn toàn mới. Vừa khỏe, lại thiệt là ngon. AFC, ăn chơi mà khỏe thiệt. Tươi mát, nhẹ nhàng, thật tự tin. Thật tuyệt vời khi không còn những nỗi lo thầm kín. Dung dịch vệ sinh phụ nữ pH Care mới giúp bạn tự tin, tận hưởng cảm giác sạch sẽ và an toàn nhất. Chẳng còn âu lo, bí quyết tự tin từ bên trong pH Care. Thỏa thức ghi bàn với ưu đãi khủng từ Beeline. Dùng gói cước tỷ phú ngay hôm nay để hưởng 1 tỷ đồng ưu đãi. Mỗi sim tặng 1 tỷ đồng vào tài khoản nội mạng. Xin chào Việt Nam. Join the winning team. Beeline. Live on the bright side. Chúng ta đang đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình cho gia đình anh Chiến và chị Thu. Chúng tôi có các logo của nhà tài trợ. Anh chị sẽ có cơ hội chọn hai logo. Bên tay phải của Quyền Linh với các logo ống thép Hoa Sen, sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen. Ticaloc trị sẹo lồi, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Fami nguyên chất, sánh mịn thơm ngon. Công ty dầu gió Trường Sơn, bạn đồng hành của mọi gia đình. Bổ gan tiêu độc Missing 94, phục hồi và bảo vệ chức năng gan. Thép dày mạ kẽm Hoa Sen, sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen. Bên tay trái Quyền Linh với các logo MB Ngân hàng Quân đội, ống nhựa Hoa Sen, sản phẩm của tập đoàn Hoa Sen. Bổ gan tiêu độc Missing 94, phục hồi và bảo vệ chức năng gan. Fami nguyên chất, sánh mịn thơm ngon. Cabin nước mắm tiệt trùng công nghệ UHT. Gomex 3 miền, sản phẩm hợp khẩu vị đầy dinh dưỡng. Chúng ta sẽ bắt đầu với logo đầu tiên. Anh chị nhìn đi, anh chị nhìn lên từ trên xuống dưới đó. Anh chị sẽ chọn logo nào? Ai chọn? Ai chọn? Theo khán giả thì chọn cái nào à? Cái nào? Cái này hả? Anh lại chỉ luôn đi, anh lại chỉ luôn đi. Rồi cái này đúng không? Rồi đứng qua đây. Rồi chúng ta sẽ rút logo đầu tiên. Bổ gan tiêu độc Listing 94 với số tiền đầu tiên là, chắc chắn chưa? Với số tiền đầu tiên là bao nhiêu đây? 7.7 triệu. Đây, gửi tặng cho anh 7.700.000 đồng. Rồi, 7.7 triệu. Chúng ta sẽ tiếp tục với logo thứ hai. Xin mời anh chị, chúng ta sẽ chọn logo nào? Mì Ba Miền. Mì Ba Miền, chị? Mì Ba Miền luôn. Anh? Mì Ba Miền đó. Mì Ba Miền luôn. Ở nhà mình có hai ăn mì không? Có. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu rút logo nhãn hàng Gomex Ba Miền để xem bao nhiêu. 12 triệu đồng. 12 triệu đồng quý vị. Đây là số tiền 12 triệu đồng dành gửi tặng cho anh Chiến và chị Thu. Đây, xin gửi chị 12 triệu đồng. Cuối cùng thì với logo thứ hai nhãn hàng Gomex Ba Miền, anh Chiến và chị Thu đã nhận được số tiền 12 triệu đồng. Quý vị thân mến, ở vòng cấp 4, gia đình anh chị đã có số tiền là 17 triệu
700.000 đồng. Xin chúc mừng một lần nữa, vỗ tay thật lớn lên nào.